19 tháng 9 2020, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Viết Thắng, 32 tuổi, trú tại phường 1 thành phố Vũng Tàu để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nạn nhân của Thắng là những người hành nghề lái xe. Năm 2016, Nguyễn Viết Thắng bị tòa án nhân dân thành phố Vũng Tàu xử phạt 3 năm 6 tháng tù giam tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Sau khi ra tù, đối tượng này không có việc làm, sống lang thang. Tuy nhiên, Nguyễn Viết Thắng tự giới thiệu gia đình y có 3 chiếc xe ô tô đắt tiền đang cho chủ đầu tư khu công nghiệp Phú Mỹ 3, thị xã Phú Mỹ thuê để đưa đón các chuyên gia nước ngoài từ thành phố Vũng Tàu đến làm việc ở khu công nghiệp này. Thắng tự nhận là có mối quan hệ quen biết với trưởng phòng quản lý nhân sự của khu công nghiệp và hứa giúp các tài xế giao làm ở khu công nghiệp này, đồng thời giúp họ mua xe ô tô để đưa vào ký hợp đồng cho khu công nghiệp này, thuê với giá cho thuê cao, được hưởng nhiều ưu đãi. Bằng thủ đoạn này, Thắng đã yêu cầu các nạn nhân phải nộp tiền thế chân để vào làm việc, tiền bồi dưỡng cho lãnh đạo doanh nghiệp để được ký kết hợp đồng thuê xe, tiền quả cáp. Trước khi bị bắt, Thắng đã lừa đảo chiếm đoạt của hơn chục nạn nhân với số tiền hàng trăm triệu đồng. Quá trình điều tra, cơ quan công an đã thu giữ một con dấu và rất nhiều giấy tờ do Thắng làm giả để lừa đảo các nạn nhân. Hiện vụ việc đang được công an thành phố Vũng Tàu mở rộng điều tra. Cơ quan công an kêu gọi ai là nạn nhân của Nguyễn Viết Thắng liên hệ với cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Vũng Tàu, số 1 đường Nguyễn Thái Học, phường 7, thành phố Vũng Tàu để phối hợp giải quyết.